người Syria chạy qua Lebanon trong đêm, tin từ Sheba. Khoảng 100 người Syria, bao gồm đàn ông, phụ nữ và trẻ em, đã đi bộ cưỡi lừa trong đêm tới thị trấn Sheba của Lebanon sau nhiều giờ băng qua vùng đồi núi, phân chia ngôi làng Beijan của Syria với Lebanon. Những người tản cư nói rằng họ chạy tránh quân đội Syria thả bom. Quân đội chính phủ Al-Assad đang đóng ở làng Rasa gần núi Hakman. Đã có nhiều trận giao chiến giữa quân đội và dân quân tại đây trong các tuần qua. Hàng ngàn người dân ở Beijan và các vùng lân cận đã liên tục chạy qua Sheba trong hai tuần qua. Một người phụ nữ nói rằng còn rất nhiều người phải ở lại. Họ là những người cao niên yếu đuối, bị bệnh, không thể đi được. Một nơi tạm trú đã được thiết lập cho người tị nạn ở Sheba trước khi được các cơ quan từ thiện và chính quyền địa phương giúp đỡ tìm nơi tạm trú khác trong vùng. Hiện đang có khoảng 800.000 người Syria tị nạn ở Lebanon tại khoảng 1.600 địa điểm khác nhau.